Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Và tập truyện trước, Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị phần 2 của câu chuyện Cô vợ Đào Hoa. Cô gái lệ của chúng ta đã quyết tâm đến một thành phố mới, một thành phố hoàn toàn xa lạ với hy vọng có thể quên đi tất cả, quên đi mối tình ngang trái giữa cô và người chú hờ của mình và những diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ ra sao? Không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng với Quỳnh để lắng nghe phần 3 của câu chuyện. Những hôm sau lệ bắt đầu làm quen với các bạn mới môi trường mới phòng cô có bốn người là lệ thảo yến và hằng tất cả đều là học sinh tỉnh lẻ nhưng ba người họ là người miền nam còn mình cô là người miền bắc chỉ có thảo học cùng lớp và cùng khoa với cô còn yến và hằng thì học khác khoa lệ cố gắng hạn chế tiêu tiền trong thẻ của bà liên đưa và mục tiêu của cô là sẽ cố gắng học tập làm việc để rồi cốp tiền sau này gửi trả cho nhà họ hà Thế này cô sẽ không còn phải chính liếu đến Thanh và nhà họ Hà nữa Cuộc sống tân sinh viên của Lệ rất yên bình Ở đây cô sống có phần thoải mái hơn Không phải khép nếp hay lo sợ bất cứ điều gì Vì lịch học của cô là học vào buổi sáng Nên cũng thừa nhiều thời gian Vậy nên mọi người trong phòng cũng bắt đầu tìm kiếm việc làm thêm Chỉ có Hằng là có bạn trai giàu có Nơi nó không đi tìm việc làm giống bọn cô Thời gian rảnh, Hằng thường tập gym, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Lẽ nghe mọi người kể, bạn trai của Hằng là nhị thiếu gia của tập đoàn bất động sản có tiếng ở đây. Còn Yến thì có vẻ gia đình không có điều kiện. Cô thấy Yến làm thêm rất nhiều việc, nhưng Yến học cũng rất đỉnh. Cô ấy đổ thủ khoa ở đây. Còn Thảo thì có một mối tình kẹo bông rất đẹp với Hiếu. Hai người cùng cố gắng thì đổ vào trường đại học này, rồi đi đâu cũng kè kè có nhau cả ba rủ nhau đến trung tâm tìm việc làm. Sau đó Yến tìm được việc ở quán cà phê, Thảo thì tìm được công việc gia sư, Duy chỉ có cô là tìm việc hơi khó. Có lẽ nhà họ Hà nuôi dưỡng lệ rất tốt, nên nhìn dáng vẻ tiểu thư của cô, cộng thêm bản tính nhút nhát, ít nói, nên lệ vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Từ ngày lệ vào Nam học, Thành thay đổi rất nhiều. Anh ta yêu đương, chơi bời hơn. Chỉ cô nào thích anh ta có ý với anh ta, thì Thanh đều đồng ý hẹn hò thử với họ. Và từ đó anh ta thay người yêu như thay áo. Hồng nhận ra sự thay đổi lạ lùng của Thanh. Trên đường đi làm về, Hồng thấy anh ta ngồi ở quán rượu một mình, thì liền đi vào quán. Thanh nhìn thấy Hồng thì cười. Em đi đâu về vậy? Sao lại có mặt ở đây? Em đi làm về thấy anh ngồi đây uống rượu một mình. Nói cho em biết. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Không có chuyện gì cả. Chỉ là anh thèm uống rượu mà không có ai mời thôi. Thanh cầm chén rượu lên định uống thì bị Hồng giữ chặt tay ngăn lại. Đây không phải là anh Thanh mà em quen. Sao tự dưng anh lại như vậy chứ? Nếu em ở đây uống rượu với anh thì ngồi lại, nếu không thì em đi về đi. Được, em ở đây, uống cùng anh. Nói rồi Hồng gọi chủ quán Chủ quán Cho thêm mấy chai rượu lên đây Tại ký túc xá Tối nay Lệ ở phòng một mình khá buồn Vì Thảo và Yến đi làm thêm Còn Hằng thì sang nhà bạn trai Cô ngồi mình rảnh nên mở điện thoại ra nghịch Vào bộ sưu tập xem lại Vô tình thấy ảnh của Thanh Đây là tấm ảnh Anh ta chụp thử lúc tặng điện thoại cho cô Lệ bấm nút định xóa đi Nhưng chưa kịp xóa Thì có điện thoại của trung tâm gọi đến lệ à chị thấy có việc dịch văn bản tài liệu tiếng anh khá phù hợp với em em có nhận không dạ em nhận ạ à. lệ à chị thấy có việc dịch văn bản tài liệu tiếng anh khá phù hợp với em em có nhận không dạ em nhận ạ à. vậy mai đến văn phòng gặp chị nhé vâng ạ à. nghe điện thoại xong lệ xem lại ảnh thanh một lần nữa định xóa đi nhưng cuối cùng cô cũng không nỡ xóa tại quán nhậu thanh say ngất ngưỡng được hồng đưa về nhà bà liên thấy hồng dìu con trai thì vội chạy lại đón bà hỏi sao thanh nó say vậy con cô bảo người làm làm cho anh ấy bắt canh giải rượu đi ạ à. bà liên quay sang bảo người làm cô xuống nấu giúp tôi bắt canh giải rượu vâng thưa bà cũng muộn rồi con gái đi đêm không tốt hay con ở lại đây phòng của con vẫn còn đó vâng ạ à. thấy bà liên nói cũng hợp lý nên hồng liền đồng ý cô ta không biết có chuyện gì xảy ra với thanh nhưng chính anh ta là người giúp cô vực dậy và có niềm tin trong cuộc sống nhìn anh vậy cô ta cảm thấy thương lắm hồng biết giờ là lúc anh ta cần mình và cô ta sẽ cố gắng vượt anh dậy đang ngủ thành nghe có tiếng người gọi mình tự nhiên anh lại mơ màng đến lệ đến giọng nói của lệ gọi mình trước khi bay vào trong nam hồng gọi thanh chạy ăn sáng cô nhẹ nhàng ghé sát vào tay anh gọi anh thanh ơi anh thanh ơi thanh dần mở mắt nhưng người gọi anh ta là hồng không phải lệ còn có cả bà liên bà liên thấy con trai đã tỉnh liền căng nhằn làm gì mà mày say khiếp mày có hồng nó đưa về không thì không biết thế nào hồng nhẹ nhàng bảo thanh anh dậy ăn đi cho nóng rồi còn uống thuốc không tí đi làm lại vội vàng nhịn ăn quên uống thuốc không tốt cho dạ dày đâu cảm ơn em thanh dậy đánh răng sửa mặt sau đó vào phòng hỏi hồng em ăn sáng chưa em ăn rồi anh ăn đi thanh nhìn hồng cười cười rồi từ từ thổi thìa cháo lên ăn tôi đã làm theo hết sự chỉ đạo của bác sĩ rồi Giờ tôi đi làm được chưa? Hồng nghe Thanh nói vậy liền bật cười, sau đó anh ta lấy chiếc xe chở Hồng cùng đi làm. Trên xe, Hồng nhìn Thanh lái xe một lúc lâu rồi nói: Anh Thanh này, em không biết có chuyện gì đã xảy đến với anh. Những lúc em gục ngã, anh đã giúp em đứng dậy. Vì vậy, nếu trước sau gì anh cũng phải nắm lấy một bàn tay thì anh nắm tay em có được không? Mình cùng nhau đi qua trong bão cuộc đời anh nhé. Nghe Hồng nói vậy, Thanh vội vàng dừng xe và hỏi lại: Hồng, em đang nói gì vậy? Em, em thích anh. Nói xong, Hồng chủ động nắm lấy tay Thanh. Thanh nhìn xuống cái nắm tay này, đầy ngạc nhiên rồi nói: Anh chưa thể sẵn sàng cho một mối quan hệ và em là người mà anh yêu quý. Nên anh không muốn làm cho em tổn thương Nhưng anh và em Chúng ta đều trưởng thành rồi Nên chuyện tình yêu chúng ta đều hiểu mà Sao anh và em không thử cho nhau cơ hội Anh hãy thử yêu em đi Nếu thử thách thành công Thì chúng mình lấy nhau Còn không thì vui vẻ chia tay Chúng ta đều đã lớn rồi mà anh Nếu có thử Thì anh cũng sẽ không lấy em làm thử nghiệm được Anh không thể làm tổn thương em được Hồng à Nhưng mà em đã yêu anh Anh có thể thử cho em cơ hội hay không Vì vô tình em đã yêu anh mất rồi Nghe Hồng nói đã yêu mình Thanh vô cùng bối rối Anh ta hiểu cảm giác đơn phương Yêu một người đau lòng như thế nào Anh ta cũng đang thuyết phục bản thân mình Rằng Hồng là một cô gái tốt tính Nhiệt tình Và thế lại môn đăng khổ đối Chưa kể công việc của cô Còn có thể giúp anh chăm sóc người nhà nhưng liệu bản thân anh ta có tự yêu cô hay không thành nhìn hồng và trả lời anh không đủ tự tin rằng mình sẽ yêu em không sao hết chỉ cần anh và em cố gắng là được nghe hồng nói vậy thành cũng không nói gì nữa anh ta tiếp tục lái xe dường như sự im lặng này chính là ngầm đồng ý thử thách lệ sau khi tìm được công việc cộng tác viên dịch tài liệu cho một công ty gần đó cô rất vui mừng vì công việc này giúp ích cho cô rất nhiều nó trau dồi thêm nhiều kiến thức cho cô công việc của lệ cũng không phải đến công ty lúc đầu dịch thuật chưa quen nên lệ mất thời gian khá lâu để tra từ khó sau này làm quen công việc lệ bắt đầu làm nhanh hơn và nhận nhiều tài liệu hơn sếp của lệ khá trẻ và quý mến cô anh thấy cô làm được việc nên bảo Lệ học thêm tiếng Trung để dịch thêm tài liệu tiếng Trung giúp anh. Thế là Lệ đăng ký ở trung tâm gần trường một khóa học tiếng Trung. Vậy nên ở đây, Lệ khá bận rộn, sáng đi học ở trường, chiều học tiếng Trung ở trung tâm và tối về thì lại dịch tài liệu. Cuộc sống bận rộn này dần khiến cô quên đi được mối tình đầu đơn phương đầy đau khổ đó. Sếp ở công ty này là người miền Bắc cũng vào đây lập nghiệp. Mặc dù chưa gặp nhau trực tiếp bao giờ nhưng anh và cô nói chuyện khá hợp. Anh ta cho cô những kiến thức quý báu, giúp cô thích nghi với cuộc sống trong này tốt hơn. Lệ cũng bắt đầu lập các tài khoản mạng xã hội để thuận tiện làm việc hơn. Có điều cô không để ảnh của mình. Sau này nhận việc đều, còn với chi tiêu tiết kiệm, cô dần không động đến cái thẻ mà bà Liên gửi nữa. Thanh và Hồng đều cùng nhau vuông đắp tình cảm, nên cuộc sống của Thanh cũng ổn hơn. Mặc dù thi thoảng cũng có đôi lúc anh ta nhớ đến lệ, nhưng Thành lại quên nhanh đi. Vì không muốn có lỗi với Hồng, bà Liên thấy con trai và Hồng quấn lấy nhau như vậy thì rất vui mừng. Hồng là một cô gái ngoan, lại biết chăm sóc gia đình, nên bà Liên đến phòng Thanh và khuyên bảo. Mẹ thấy dạo này con và con bé Hồng ríu rít bên nhau như đôi chim non, mẹ rất vui. Dạ, Hồng rất tốt. Vậy con đã nghĩ đến chuyện cưới sinh hay chưa? Cưới vợ phải cưới liền tay, không là ý vợ đó. Thanh nghe mẹ nói vậy, vì cười đầy tự tin và nói. Mẹ đùa gì vậy? Con trai mẹ mà sợ ế vợ à? Anh thôi đi, gần 30 tuổi đầu rồi, không lấy vợ là ý thật đó. Con với Hồng cũng vừa mới tìm hiểu nhau thôi mà mẹ. Nếu con cảm thấy ưng Qua Tết này bảo mẹ Mẹ mang lễ qua nhà hỏi nó về cho con Mẹ yên tâm Khi nào tình cảm chín mùi Con sẽ báo mẹ Giờ tụi con mới đang tìm hiểu thôi mẹ Ừ Mà sắp đến Tết rồi Mẹ lại sắp già rồi Chỉ mong có cháu bé thôi Con biết rồi Mẹ đừng có ca bài ca đó nữa mà Thời gian trôi qua thật nhanh Vậy là Lệ đã kết thúc kỳ học đầu tiên ở trường đại học. Thêm mấy tuần nữa là được về nghỉ Tết. Bạn học ai cũng náo nức nghỉ Tết. Tàn học, Lệ về phòng, Thảo và Hằng rủ cô đi sắm Tết. Nhưng còn nhiều tài liệu phải dịch nên cô từ chối. Lệ thấy Yến đang ngồi trên giường đếm tay tính toán gì đó thì liên hỏi. Cậu đang tính gì vậy? Không đi sắm đồ Tết à? Tớ đang tính. Tết này ở lại đây, tết mà cậu không về quê sao ba mẹ tớ ly hôn và đều lập gia đình mới tớ sống cùng bà nội và cô chú nhưng họ cũng không yêu thương gì tớ cả tớ đang tính ở lại đây đi làm làm những ngày tết ở chỗ tớ họ trả lương gấp đôi nghe yến nói vậy lệ bỗng nhớ ra nếu cô về nhà họ hà cô cũng đâu còn là người thân lệ cũng có thể lấy lý do đi làm thêm để không trở về vị suy cho cùng lệ có về hay không thì bà liên cũng đâu quan tâm yến hỏi lại cô cậu đặt vé máy bay chưa mấy hôm nay bận dịch thuật nhiều tài liệu nên lệ quên mất việc đặt vé máy bay nghe yến nói vậy cô mới nhớ đến việc đặt vé lệ chần chừ nhìn yến và hỏi ở lại đây một mình cậu có buồn không có gì đâu mà buồn ít ra mình thấy vẫn tốt hơn là về nhà nghe yến nói như vậy cô có chút băn khoăn liệu cô có nên trở về nhà hay không gần đến tết thanh và hồng đi mua sắm đồ trang trí tết cho nhà và công ty đang dắt tay nhau đi chọn cây thì hồng hỏi thanh tết em về nhà anh có nhớ em không thanh nắm tay hồng mỉm cười và nói Nhớ em thì anh sẽ xuống gặp em Hồng nghe nói như vậy thì cười tích mắt Mà cháu anh bao giờ về vậy? Em có chuẩn bị ít quà cho con bé Nghe Hồng nói vậy Thanh bỗng giật mình Im lặng một lúc Thanh không biết Lệ có về hay không Hay là đủ lông đủ cánh Lệ đã bay khỏi ngôi nhà này rồi Vì Thanh có nghe bà nói Mấy tháng nay Lệ đã không tiêu đến tiền trong thẻ Mà bà đưa cho Hồng thấy Thanh ngỡ người, thì gọi Anh Thanh, anh đang suy nghĩ gì mà ngỡ ngơ vậy? À, không có gì đâu em, mình ra bên kia xem hoa đi. Nói rồi Thanh kéo tay Hồng sang dãy bên kia ngắm hoa. Lệ ôm đóng tài liệu, mà lòng nặng trĩu Cô cố gắng dịch xong sớm, để tối ra ngắm thành phố. Thành phố về đêm ở đây rất đẹp, nhưng vì cô bận rộn làm thêm kiếm tiền, nên không có thời gian ngắm nhìn nó lệ dịch xong chuẩn bị đồ đi chơi thì thấy yến đi làm về cô ngạc nhiên vì thấy yến hôm nay về sớm mọi khi toàn đến lúc ký túc xá chuẩn bị đóng cửa mới thấy yến về cô vội hỏi yến này sao nàng về sớm thế không phải tăng ca à mình muốn dành riêng một ngày nghỉ cho mình đi làm mãi cũng mệt yến đáp vậy nàng có muốn đi chơi cùng mình không được đợi mình thay đồ rồi cùng đi thảo hằng đâu rồi chúng nó đi chơi với người yêu hết rồi chỉ có hai đứa fa tụi mình đi với nhau thôi sau đó cả hai đi dạo phố và rủ nhau vào một nhà hàng trung quốc ăn lệ mãi mê ngắm nhìn nhà hàng thì vô tình va phải một người cũng đang mải mê nghe điện thoại lệ vội cúi đầu xin lỗi anh vinh đang bực mình vì anh đang hẹn gặp đối tác người Trung Quốc đến nhà hàng thì nghe tin bạn phiên dịch có việc đột xuất không đến được. Mà giờ này thì anh biết kiếm đâu ra phiên dịch cơ chứ. Vinh đang rất bực mình vì thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của phiên dịch viên thì lại va phải cô bé này, làm anh gần như bùng phát và mắng. Cô đi mất để đâu vậy? Đến nhìn đường cũng không xong nữa. Thấy lệ bị mắng, Yến bực mình ra mặt chấp. Này anh, Chính anh cũng đang mải mê nghe điện thoại không để ý Nên bạn tôi và anh mới va vào nhau Lỗi đâu chỉ mình bạn tôi Mà anh lại dám mắng bạn tôi như vậy chứ Thôi Không thèm chấp các cô nữa Coi như hôm nay tôi xui Sau đó điện thoại của anh ta lại vang lên Bây giờ Cậu không dẫn ngay một người phiên dịch tiếng Trung đến đây Thì từ mai cậu nghỉ việc luôn đi lệ nghe anh ta nói chuyện điện thoại như vậy liền đánh liều lại hỏi anh ơi anh đang tìm người phiên dịch tiếng trung ạ à? tôi có thể thử không ạ à? anh ta há hốc mồm nhìn cô đầy ngạc nhiên cô ư trong dáng vẻ chắc là sinh viên cô có kinh nghiệm gì hay không lệ bình tĩnh đáp giờ anh đang cần người gấp sao không để tôi thử sinh viên thì có sao anh thử nghĩ xem giờ ngoài tôi ra liệu anh có lựa chọn nào khác hay không được nếu cô làm tốt tôi sẽ trả công cao cho cô hôm đó lệ phiên dịch khá tốt anh ta ký được hợp đồng nên anh ta đưa cho cô một tấm danh thiếp và nói khá lắm nhóc nếu thích có thể đến công ty tôi làm việc lệ cầm tấm danh thiếp khá bất ngờ đây không phải là công ty mà cô đang làm cộng tác viên hay sao lệ ngạc nhiên thì ra anh ta chính là giám đốc, Quyển Hoàng Vinh. Nhìn anh ta trẻ như vậy mà đã làm giám đốc. Nhưng người hay nói chuyện và trao việc cho cô chắc là người khác chứ không phải anh ta. Bởi vì người đó nói chuyện và nhắn tin rất ấm áp, không cục cằn với anh ta. Nhưng cô cũng không muốn thắc mắc nhiều, nên chỉ cầm tấm danh thiếp đút vào túi rồi đi về cùng Yến. Tài liệu lệ đã dịch xong và xin nghỉ tết không nhận việc nữa cô đã mua vé máy bay chuẩn bị trở về quê dù sao đến tết rồi cô cũng muốn trở về nhà mặc dù biết đó không phải là nhà của cô hôm sau lên máy bay thì lệ lại vô tình gặp vinh anh ta ngồi cùng ghế với cô lệ tuy nhận ra nhưng vẫn cứ vờ như không nhận ra anh ta ngồi cùng hàng ghế nhưng cả hai không nói chuyện với nhau sau đó vì mệt nên cô cũng ngủ thiếp đi một lúc sau cô nghe tiếng anh ta gọi dậy đi máy bay sắp hạ cánh rồi đó lệ mở mắt tỉnh dậy sau đó máy bay hạ cánh an toàn ở hà nội cô đợi lấy hành lý rồi tìm bắt xe về lệ không muốn phiền bà liên nên định bắt xe trở về nhà bóng vinh lên tiếng cô về đâu người nhà tôi đến đón rồi để tiện đường tôi chở cô về cảm ơn anh không cần đâu tôi đặt xe rồi sau đó, cô đã đặt xe ghép về nhà. Một tiếng sau, Lệ có mặt ở trước cổng ngôi biệt thự này. Cô xách vali bước vào trong nhà thì bắt gặp Thanh và Hồng đang nắm tay nhau rất tình cảm. Cô nhìn vào cái nắm tay đó. Thanh nhìn theo ánh mắt Lệ thì vội buông tay ra. Hồng thấy Lệ về thì đon đã tươi cười hỏi chuyện. Lệ về rồi à? Sao không gọi mọi người đón vậy? Dạ, em nhờ bạn đặt được xe ghép ạ à, nên không gọi mọi người đón đi xa chắc mệt lắm em vào nhà nghỉ ngơi đi chị và chú đi chọn đồ chút dạ vâng ạ à. sau đó hai người họ nắm tay nhau bước qua lệ tự nhiên cô thấy khóe mắt cay cay cô cứ tưởng mình đã quên được thanh mà nay nhìn thấy anh ta tình cảm bên người khác đang trong yên bình vậy mà lại gợn lên những cơn sóng nhỏ Lệ lau nước mắt, bước về phòng thay đồ, rồi sang phòng bà để chào hỏi. Vì đi học xa, ít gặp nhau, nên Lệ thấy bà có vẻ hỏi han cô nhiều hơn. Chào hỏi bà xong, cô về phòng nhắn tin cho Yến, hỏi thăm tình hình của cô ấy ở thành phố đó, một mình có ổn hay không. Biết về nhà vẫn đau lòng như thế này, thì cô thà ở lại thành phố cùng cô ấy còn hơn. Tối nay, gần Tết, và nhà có chị Hồng nên bà bảo người làm nhắc lệ tối ăn cơm gia đình bữa ăn bốn người trò chuyện rất nhiều thanh luôn quan tâm gắp đồ ăn cho hồng rồi quay sang nhìn cô ta cười một bữa cơm nhỏ mà đối với lệ có tính sát thương cực cao ăn cơm xong anh ta đưa hồng về nhà bà liên còn gửi rất nhiều đồ cho thanh ra mắt nhà người ta bởi vì cuộc sống ở sài gòn của lệ rất bận rộn mà giờ về nhà tự nhiên chẳng có việc gì làm mà cũng chẳng có ai để chơi nên rảnh rỗi lại nhớ lại kỷ niệm cũ ở trong căn phòng này nỗi buồn lại dâng lên cô ở phòng thì thấy dì lan lên phòng cô cầm theo chiếc vòng cổ và nói dì nhặt được chiếc vòng này ở sân cỏ trước dì thấy con hay đeo nên dì biết nó rất quan trọng đối với con dì đoán con làm rơi nên cất đi cho con đợi con về thì đưa bởi vì thời tiết lạnh lệ mặc áo khoác nên dì lan không thấy tay cô vẫn đang đeo chiếc vòng đó cô nhìn dì mỉm cười rồi nói con cảm ơn dì ạ à. có gì đâu con thôi con nghỉ ngơi đi dì đi làm việc đây vâng ạ à. dì lan rời đi thì lệ cầm chiếc vòng lên rồi giơ tay phải mình ra tay phải của cô cũng đang đeo chiếc vòng y hệt thì ra sau tất cả chỉ có cô là lưu giữ những kỷ niệm cô không nỡ tháo nó ra còn người ta thì sẵn sàng phước đi lệ cười trong nước mắt cô nghĩ mình đã mạnh mẽ trưởng thành thì ra cô vẫn chỉ là con ngốc mà thôi lệ tháo chiếc vòng trên tay ra đặt hai chiếc vòng vào một chiếc hộp nhỏ rồi cất đi vừa cất xong thì cô thấy có chung tin nhắn điện thoại cứ tưởng là Yến nhắn tin Ai ngờ là số điện thoại lạ với nội dung Chúc cô đón Tết vui vẻ Lệ có chút tò mò không biết ai nhắn Chỉ có một điều chắc chắn là không phải Thanh nhắn tin cho cô Nếu như bình thường Lệ sẽ không nhắn tin lại Nhưng vì đang rảnh và buồn Nên cô trả lời Cảm ơn Lệ vừa rép được 5 giây Thì lại có tin nhắn mới Tin nhắn gửi đến là hình cô ngủ trên máy bay Vậy là với cái hình ảnh này thì cô có thể đoán được chính xác đến 80% là ai là người nhắn tin cho cô. Nhưng cô thắc mắc sao anh ta lại biết số điện thoại của cô. Dù gì, anh ta cũng là giám đốc công ty Lệ đang làm cộng tác viên và có thể tương lai cô sẽ vào đó làm, nên cô không thể thất lễ với anh ta. Nhưng giờ nên nhắn gì cho anh ta, cô cũng chưa biết chưa kịp suy nghĩ nên nhắn tin gì thì lệ đã thấy tin nhắn của anh ta gửi tiếp mà sao cô là người miền bắc mà lại vào nam học tập xa vậy đọc tin nhắn của anh ta cô liền hỏi lại vậy sao anh là người miền bắc mà lại vào nam làm việc vậy anh ta lại trả lời rất nhanh người bắc mình thường chọn vào nam lập nghiệp vì trong nam làm ăn dễ hơn ngoài mình nhưng đó là người khác còn tôi làm để quản lý chi nhánh thứ hai của gia đình. Đọc xong tin nhắn của anh ta là cô biết nhà anh ta toàn mùi tiền mà thôi. Nhưng Lệ đang nghĩ mục đích của anh ta nhắn tin cho cô là gì? Anh ta là giám đốc, lại là con nhà đại cha, thiếu chị cái, nên chắc chắn không phải tán tỉnh cô. Vậy nên Lệ quyết định hỏi thẳng anh ta. Chào thiếu gia tài giỏi lắm tiền, tôi có chút thắc mắc không biết tại sao anh lại nhắn tin cho một đứa con cái bình thường như tôi vậy. Cô cũng thông minh lắm, cũng biết xoay cương nhìn lại bản thân. Cảm ơn anh đã quá khen. Dù nhan sắc này có tầm thường, cũng phải khiến người khác chụp trộm mạ. Miệng lưỡi cũng sắc bén lắm. Tôi muốn mời cô làm việc cho tôi. Anh cứ trả lương cao thì không ai từ chối cả. Cô mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi, đừng kêu căng quá. Nếu tôi không có gì đặc biệt Thì sếp Vinh sẽ không đích thân chiêu mộ tôi Được, cô thông minh lắm Ra Tết hẹn cô để chúng ta bàn công việc cụ thể Cảm ơn anh Chúc anh năm mới vui vẻ Có người mời làm việc Tự nhiên lại cảm thấy có miếng bánh ngọt trên trời rơi xuống Người ta thường nói đen tình đỏ bạc Vậy nên đen tình thì có công việc tốt hơn chỉ là một đứa cộng tác viên mà nay cô được đích thân giám đốc công ty chiêu mộ lần hai lệ cũng cảm thấy vui cô cảm thấy bản thân mình cũng bắt đầu có giá trị dù sao nhận được lời mời của anh ta cũng vớt phát được phần nào nỗi buồn trong cô sau đó lệ ra sân đi dạo một vòng cô có đi qua phòng thanh nhưng có vẻ anh ta ở lại nhà hồng đêm nay không về thì phải thành đưa hồng về nhà xong lái xe đi về luôn chỉ có điều lệ về nhà rồi anh ta thấy trong lòng mình không ổn lắm anh ta rất sợ trái tim không đủ mạnh mẽ để rồi làm tổn thương hồng mà hồng vô cùng tốt với anh ta thành cũng đã nghĩ đến chuyện làm đám cưới với hồng nhưng hôm nay thấy lệ về tim anh ta đã lung lay thành như sắp muốn phát điên chiếc xe của anh ta dừng lại ở cổng sau rất lâu nhưng không dám đi vào sau đó thành hít một hơi thật sâu rồi bước vào anh ta đi qua phòng lệ vẫn không quên liếc nhìn căn phòng đó phòng đã tắt đèn thanh đoán lệ đã ngủ nên đi về phòng thì bắt gặp lệ đứng ở gần phòng mình thanh liền đánh tiếng trước lạnh thế này sao ăn mặc phong phanh vậy lệ rất xấu hổ vì bị bắt gặp mình đang đứng gần phòng anh ta cô liền kiếm cớ giải thích trăng đẹp quá lâu lắm không được ngắm trăng Trăng đâu? Lệ đúng là không biết nói dối. Trên trời làm gì có trăng? Cô vội chống chế. Trăng đẹp lắm, nhưng thấy chú nên sợ lặng mất rồi. Sau đó, vì trời lạnh nên cô ho vài tiếng. Thành thấy lệ ho liền có chút xót xa. Anh ta cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên vai lệ và nói trời lạnh đừng ngắm nữa sẽ ốm đó nói rồi cô vội vã đi về phòng thanh bước vào phòng mà đôi mắt có chút cay cay sao anh ta lại lo lắng cho cô lại mềm lòng với những kỷ niệm cũ đón giao thừa đầu năm mới bà liên và thanh hay đi lễ chùa để cô ở nhà một mình những ngày này người làm cũng được nghỉ tết vẫn chưa lên bà liên và thanh đi lễ chùa xong thì bà Liên lại kêu Thanh chở mình xuống thăm họ hàng dưới quê, chơi ở đấy mấy hôm. Bà Liên bảo con trai cứ về nhà trước, mai mốt bà bảo tài xế Lâm qua đón sau. Ở nhà một mình cũng buồn, sinh viên như lệ thì được nghỉ lễ khá lâu, nhưng cô không muốn ở nhà nữa nên đã đặt vé máy bay, bay sớm để vào trong Nam. Dù sao trong đó cũng có Yến, Lệ cũng sẽ không cảm thấy đơn côi một mình. Và vào đấy, có thể hẹn sớm với anh Vinh về công việc mới. Bởi vì bà Liên lại ở quê cùng họ hàng nên Thành rất sợ trở về nhà. Anh sợ phải đối mặt với Lệ, sợ anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà ôm cô, sợ anh sẽ làm tổn thương họng. Hàng trăm nỗi sợ bủa vây quanh anh, nhưng mà trong đầu nghĩ sẽ không về nhà mà tay thì đã lái xe về đến cổng sau. Thanh ngồi trên xe rất lâu, rồi quyết định đi vào trong nhà đi qua phòng lệ thấy lệ đang sắp đồ thành bất ngờ liền đi vào phòng lệ hỏi chuyện sao lại sắp đồ đi đâu vậy cháu sắp đồ chuẩn bị bay vào nam sao lại bay sớm như vậy đi học sớm vậy sao nghe thanh hỏi như vậy lệ khẽ gật đầu cô cảm thấy ở trong nam cô đã thay đổi rất nhiều nhưng sao đứng gần thanh cô vẫn không đủ mạnh mẽ và trưởng thành như vậy cảm xúc gần như đánh mất hết lý trí của cô. Nếu bây giờ chỉ cần Thanh bảo cô đừng đi, ở lại thì chắc cô sẽ tham lam mà ở lại mất. Nhưng không, Thanh lại bảo. Vậy để tôi chở nhóc ra sân bay nhé. Lệ gật đầu rồi kéo vali lên xe của Thanh. Ngồi trên xe, cô có rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng cô nghĩ, giờ hỏi cũng chẳng để làm gì, nên cô im lặng. Quãng đường từ nhà đến sân bay nội bài đi hơn một tiếng đồng hồ đi trên xe cả tiếng đồng hồ mà không ai nói với nhau câu nào cảm giác có chút xa lạ sau đó thành sách hành lý giúp cô vào sân bay tiễn lệ lên máy bay xong thành cảm thấy vô cùng đau lòng sau tất cả anh biết anh rất yêu lệ anh không thể nào quên được cô cho dù lệ không thích anh nhưng anh vẫn cứ yêu cô anh không biết phải làm sao để có thể quên được cô nhưng anh biết, việc anh cần làm bây giờ là không thể lừa dối bản thân mình được nữa. Gần 30 tuổi đầu, sự nghiệp anh có, mà sao trong tình yêu, anh thấy mình vô dụng quá. Nhà của Hồng, ở Hà Nội cách sân bay không quá xa, nên anh đi xuống nhà Hồng để hẹn gặp cô. Hồng thấy Thanh đứng trước cửa nhà thì vô cùng bất ngờ. Cô ra cổng gặp anh và hỏi Sao anh không vào trong nhà vậy? anh có chuyện muốn nói với em Em lên xe đi, mình ra quán cà phê nói chuyện nhé Hồng thấy Thành nói với dáng điệu nghiêm túc Thì cô vô cùng lo lắng, cô hỏi Có chuyện gì mà trong anh nghiêm túc vậy? Mình nói luôn trên xe không được sao? Em lên xe đi Hồng lên xe, sau đó anh chở cô ta đến quán cà phê gần đó và nói hồng à em nói với anh là chúng ta cùng nhau thử anh cũng đã rất cố gắng anh cứ nghĩ mình sẽ thích em nhưng thật sự anh xin lỗi em anh không muốn làm mất thời gian của em nữa em xứng đáng với nhiều người tốt hơn anh anh xin lỗi anh thanh rõ ràng lúc trước chúng ta cũng rất vui vẻ cơ mà sao giờ tự nhiên anh lại nói với em như vậy bởi vì anh không muốn lấy em làm người thay thế em chấp nhận làm người thay thế mà rồi từ từ chúng ta cùng nhau vun đắp tình cảm nhưng anh không muốn lừa dối bản thân của mình thêm nữa có thể cho em biết người con gái đó là ai hay không anh xin lỗi sau này bất kể em cần gì cứ nói với anh anh chẳng có lỗi gì cả vì là chúng ta thử yêu nên có thể thành công hoặc không nhưng em chỉ bất ngờ là rõ ràng lúc trước vẫn tốt tại sao anh lại thay đổi như vậy chứ anh xin lỗi thật sự anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện đám cưới với em anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng khi gặp lại cô ấy anh không thể ngừng nhớ về cô ấy anh là một thằng tồi đã làm mất thời gian của em em không trách anh chỉ trách em cố chấp thôi nhưng anh có thể cho em biết cô ấy là ai hay không hãy cho anh được giữ bí mật này cho riêng mình được không được anh không muốn nói em cũng không hỏi nữa em không sao đâu anh không cần phải đưa em về em tự về được nói xong hồng đứng dậy ra về còn thanh vẫn cứ ngồi ngẩn ngơ tay khuấy ly cà phê vào trong nam sớm hơn lịch học nên lệ có nhắn tin cho vinh để hẹn gặp nhưng vinh vẫn đang ngoài bắc nên anh cho cô gặp trợ lý là hùng thì ra hùng là người hay nhắn tin với cô và trao đổi tài liệu từ ngày mai lệ sẽ bắt đầu đến văn phòng làm việc vì còn là sinh viên nên cô làm việc part time sau đó cuộc sống của lệ khá ổn được nghỉ hè cô cũng không về nhà mà ở lại đây làm việc lệ bây giờ là nhân viên của công ty nên chế độ đãi ngộ khá tốt anh hùng và anh vinh là bạn thân của nhau anh hùng rất bất ngờ vì lệ chính là cô gái mà anh hay nhắn tin giao việc ở công ty hùng rất hay đối xử tốt với cô anh hay nhắn tin quan tâm hỏi han cô sau một thời gian làm việc chung hùng nhắn tin tỏ tình với lệ cô chưa chính thức nhận lời nhưng ở bên anh ấy Cô cũng cảm thấy bình yên Nó không phải là mối tình long trời lỡ đất Như ở với Thanh Lệ cảm thấy Nếu cô bước vào mối quan hệ này Thì sẽ an toàn Còn về phần Thanh Sau khi chia tay Hồng Anh cũng không còn quen cô gái nào nữa Anh tập trung vào công việc Hè này Lệ không về Anh biết ngày cô rời xa gia đình này Sẽ không còn xa nữa Hôm nay Thành tổ chức tiệc liên hoan nhân ngày sinh nhật công ty vì là ngày sinh nhật công ty nên anh uống hơi nhiều thư ký chở anh về nhưng lại chở anh về cổng sâu nhà thành loạn chọn bước vào nhà nhưng anh lại bị ngã ngay trước phòng của lệ anh chậm chậm bước lại phòng cô cầm chiếc chìa khóa mở cửa phòng căn phòng rất buồn căn phòng vẫn vậy nhưng người thì không có ở đây anh leo lên giường nằm anh thấy nhớ lệ vô cùng khóe mắt cay cay anh không biết bao giờ mình mới có thể quên được nhóc con. Vô tình, anh thấy một chiếc hộp gỗ trong ngăn bàn. Anh tò mò với tay lấy chiếc hộp gỗ. Tại sao trong hộp gỗ này lại có hai chiếc vòng? Rõ ràng chiếc vòng của anh, chính tay anh đã vứt đi. Tại sao giờ nó lại ở đây, lại được cất chữa cẩn thận như vậy? Cô vô vàng câu hỏi mà Thanh muốn hỏi lệ ngay lúc này. Tại sao cô lại cất hai chiếc vòng đi? Vậy đã bao giờ cô yêu anh chưa? Quá mệt, Thành ngủ thiếp đi. Hôm sau tỉnh dậy, anh tưởng mình nằm mơ về chiếc vòng. Nhưng sáng sớm, anh mở mắt ra, lại thấy hai chiếc vòng đựng trong hộp. Thành dụi mắt mấy lần, thì chiếc hộp và vòng vẫn còn đó. Sau đó suy nghĩ hồi lâu, Thành quyết định xử lý công việc ổn thỏa để anh mua vé máy bay, bay vào trong Nam một chuyến. hôm nay lệ vừa tan học thì thấy hùng đứng đợi trước cổng cô ngạc nhiên hỏi sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến trường em thế anh nhớ em cái miệng anh khéo thế này thì nhiều cô theo lắm nhỉ anh chỉ cần cô lệ theo thôi nghe hùng nói vậy cô liền bật cười sau đó cả hai cùng nhau đi ăn trưa lệ vô tình nhìn thấy người yêu của hằng bạn cùng phòng với cô đi ăn cùng cô gái khác khá thân mật. Lệ lén chụp ảnh gửi cho Hằng. Sau đó chịu Hùng chở cô đi làm cùng. Hùng chưa mua ô tô, anh dành tiền mua nhà trước nên vẫn chưa có xe. Anh vẫn thường hay chở cô đi chơi bằng xe máy. Cô thấy cuộc sống bình dị như vậy khá tốt. Cô và anh có thể cùng nhau phấn đấu. Lệ mở lòng mình nhiều hơn với Hùng. Cô cũng hy vọng mối quan hệ giữa anh và cô sẽ tốt đẹp hơn lệ đã gửi ảnh bạn trai ngoại tình cho hằng vậy mà chỉ sau ba câu dỗ ngọt của tên người yêu cô ấy lại chọn tên người yêu và còn cho người yêu biết chính lệ là người gửi ảnh thật đúng là con gái khi yêu chỉ muốn tin vào thứ mình muốn tin người yêu hằng là phong từ khi phong biết cô gửi ảnh cho hằng thì ghét lệ ra mặt hôm nay anh ta đến đón hằng đi chơi thì nhìn thấy cô đang đi bộ mua đồ dưới cổng ký túc xá anh ta liền mỉa mai này, cái đồ nhà quê, ít lo chuyện bao đồng thôi. Cái thời gian quan tâm chuyện người khác thì nên dùng thời gian ấy mà nghĩ cách của đại gia đi. Sau đó anh ta cười to và nói tiếp. Mà dạo này không thấy tên đi xe máy qua chở cô nhỉ? Bị đá rồi à? Có cần tôi giới thiệu cho mấy người bạn của tôi đi siêu xe hay không? Nghe anh ta mỉa mai như vậy, lệ rất bực. Anh ta đúng là cái đồ ấu trĩ, cô cũng không thèm chấp anh ta. Nhưng đúng lúc đó, Hùng lại phi xe đến. Anh nghe được những lời nói đó, rất buồn. Hùng hỏi cô. Ngồi trên xe máy, em có thấy ngại hay không? Em không ngại. Em chỉ ngại ngồi sau người không có ý chí thôi. Sau đó, cả hai lại vui vẻ đi chơi cùng nhau. Thành đã thu xếp được công việc. Anh bảo với bà Liên anh có việc đi công tác ở Nam. Vậy là hôm nay anh đã đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh. Từ sân bay bước ra một khí chất ngút ngàn. Anh bước lên một chiếc xe taxi đi đến cổng ký túc xá nữ, trường đại học của Lệ. Thành bước xuống cổng ký túc xá nữ. Anh hít một hơi thật sâu rồi đi vào ban quản lý ký túc xá để hỏi phòng Lệ. Biết được số phòng của cô, anh nhẹ nhàng đi lên mang theo rất nhiều quà. Thảo Hằng, đang ở trong phòng thì thấy một người đàn ông trưởng thành khí chất ngút ngàn bước vào phòng mặc dù thảo và hằng đều đã có người yêu nhưng cũng không thoát khỏi sự thu hút của người đàn ông này hằng là một cô gái yêu hàng hiệu nên hằng đã nhanh mắt tính toán giá trị đồ trên người đàn ông này cả trăm triệu yến vừa đi làm về thấy thanh đứng ngoài cửa chưa dám bước vào yến mạnh dạn hỏi chuyện chào anh đẹp trai anh tìm ai vậy Tôi tìm Lệ Lệ. Yến biết Lệ đang đi chơi với Hùng và cũng chưa từng nghe Lệ nhắc về người đàn ông này. Liền thám thính tình hình hỏi. Xin hỏi anh là gì của Lệ vậy? Tôi là chú của Lệ. Tôi đến thăm con bé. Tiện mua ít đồ biếu các bạn. Nói xong, Thành mang túi cherry đặt lên bàn. Cả phòng rất háo hức vì sự ca lăng của chú Lệ anh còn ngỏ ý mời cả phòng đi ăn yến liền nhắn tin cho lệ mày đang ở đâu vậy về phòng đi có chú mày lên thăm lệ đang đi chơi cùng với hùng cả hai đang đi ăn ở một quán bánh kem không khí hôm nay có chút lạ lẫm quán khá vắng không có ai chỉ có mình cô và hùng lệ ngạc nhiên vì bình thường giờ này ở quán khá đông làm cô có cảm giác như hùng bao cả quán không khí trang trí rất lãng mạn có cả nến và hoa lại còn phát bài hát làm vợ anh giá đây là một buổi tỏ tình hay sao và quả đúng như cô dự đoán bạn nhân viên mang hoa đến hùng lấy chiếc hộp nhỏ trong túi quần mở ra một chiếc nhẫn và nói với cô lệ à làm người yêu anh nhé mặc dù hơi bất ngờ và chưa sẵn sàng nhưng cô và hùng đã tìm hiểu nhau cũng đủ anh khá tốt và hợp với cô lệ không có lý do gì để từ chối một người đàn ông tốt như vậy cô mỉm cười đang chuẩn bị nhận lời thì thấy màn hình điện thoại tin nhắn của yến gửi đến làm cô vô cùng hoang mang lệ còn tưởng nó nhắn tin nhầm cô ngạc nhiên nhắn tin hỏi lại mày nhắn tin nhầm cho tao à chú nào vậy lệ vừa gửi tin nhắn đi thì thấy yến nhắn tin lại chú thanh của mày chứ ai mày cứ giả nghèo giả khổ mãi thì ra là con cháu nhà đại gia đọc được tin nhắn của yến khiến cô phát hoảng cô bảo hùng em xin lỗi giờ em có việc gấp phải về em thật sự xin lỗi anh nói xong lệ chạy ra bắt xe taxi để về ký túc xá ngồi trên xe taxi mà cô không ngừng suy nghĩ trái tim nhỏ bé đang bình yên nay lại thổn thức loạn nhịp đến cổng ký túc xá cô trả tiền xe rồi vội vã chạy lên tầng 4. Đến trước cửa phòng, Lệ thấy Thanh đang cười nói cùng với các cô bạn trong phòng. Lúc này trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc, không biết diễn tả ra sao. Gần một năm, Lệ không gặp Thanh. Thanh vẫn như vậy, vẫn đẹp trai, vẫn khiến trái tim này thổn thức đến loạn nhịp. Lệ cố gắng hít một hơi thật dài, trấn tĩnh lại rồi nhẹ nhàng bước vào. Thảo thấy cô bước vào, liền lên tiếng. Lệ về, lệ về kia Lệ chào hỏi Thanh Chú lên lâu chưa? Cũng mới thôi Thay đồ rồi chuẩn bị ăn cùng mọi người thôi Sau đó Thanh dẫn cả nhóm đến nhà hàng sang trọng Gọi toàn món đắt tiền Khiến tụi bạn cô cứ trầm trồ Bất ngờ quá Không ngờ Lệ là tiểu thư nhà giàu Cô ngại không nói được gì Sau đó Hằng mở điện thoại lướt gì đó rồi nói Thảo nào em thấy anh quen quen Thì ra là tốt danh nhân trẻ Em đã đọc bài báo về anh Nói rồi Hằng giơ điện thoại cho cả bọn xem Yến và Thảo xem ảnh Với vẻ rất ngưỡng mộ Sau đó Yến đọc được thông tin Anh vẫn độc thân liền bất ngờ lên tiếng Ui anh vẫn còn độc thân ạ à? Thành mỉm cười và nói Ừ Anh vẫn độc thân Thành nói rất to và rõ ràng như muốn để lệ biết rõ là anh vẫn độc thân Ăn xong, Thành dẫn cả hội đến trung tâm thương mại mua sắm Không ngại chi tiền Mua sắm xong, các bạn cùng phòng chào tạm biệt Hai chú cháu lệ Lúc này hai người họ mới có không gian riêng tư Cô lên tiếng trước Bây giờ là 9 giờ 30 phút rồi 10 giờ là ký túc xá của cháu sẽ đóng cửa Cháu phải về đây thanh nghe lệ nói vậy liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên tay và nói tôi vào trong này có việc rất quan trọng nhưng giờ tôi cũng mệt nhóc thuê giúp tôi một phòng có được không nghe thanh nói vậy cô liền tìm một khách sạn gần đó để thuê đến khách sạn lệ bảo thanh đưa chứng minh thư cho cô thanh thấy lệ hỏi chứng minh thư giả vờ không mang theo rồi tìm hết trong ngăn này đến ngăn kia để câu giờ Chú có mang chứng minh thư không vậy? Tôi có mang, đợi tôi chút. Nhìn Lệ có vẻ nôn nóng, Thành khẽ cười thầm trong bụng, liếc nhìn đồng hồ, 10 giờ kém năm. Thành mới lôi chứng minh thư ra. Chú nghỉ ngơi đi, cháu về đây. Thành nhìn đồng hồ và nói. 10 giờ 5 phút rồi, ký túc xá đóng cửa rồi, nhóc về đâu vậy? Cháu trèo tường được mà, Nhóc hay trèo tường vậy hả? Không trèo tường thì vào kiểu gì? Trèo tường nhớ ngã gãy chân thì sao? Ở lại đây đi. Cậu nói, ở lại đây đi. Nghe anh nói ngọt như mật, thật khiến cô nghĩ anh ta là một tên thợ săn chính hiệu. Nhưng mà lòng lệ trối bời lắm, cô không muốn dính vào mối quan hệ mập mờ như trước nữa. Mãi cô mới thoát khỏi nó, lệ cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì. Đáng lẽ hôm nay Cô đã nhận lời Hùng, nhưng khi nghe tin Thanh đến thăm thì cô không ngại ngừng mà từ bỏ bữa tiệc tỏ tình của người ta, chạy về ký túc xá thật nhanh để gặp anh. Nhưng sao lòng cô lại rối như vậy? Rõ ràng là rất nhớ anh. Thành cũng bảo ở lại đây, nhưng cô lại lưỡng lự. Lý trí mất bảo lệ, phải về ký túc xá. Nếu không ở lại đây, sẽ dễ bị Thanh ăn thịt. Nhưng sao chân cô lại bất động không dịch chuyển như thế? thấy lệ đang chần chừ lưỡng lự lưỡ. anh liền lại gần cửa để ngăn không cho cô mở cửa ra và nói ở đây có hai giường mà thành thấy lệ nhìn về hai chiếc giường liền kéo tay cô đi vào ngồi xuống giường và nói nhóc ngủ đây đi tôi ngủ giường bên nói rồi thanh lấy đồ đi tắm còn cô ngồi trên giường nhưng vẫn có chút ruông tự nhiên lúc này cô lại cảm thấy mình ngu ngốc thành tắm xong anh mặc một chiếc quần đùi rồi bước ra thấy lệ vẫn ngồi ở đó ngẩn ngơ anh lại gần và hỏi nhóc nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy nghe thanh hỏi như vậy cô liền ngước lên nhìn đập vào mắt cô là cơ thể vạm vỡ cộng với mùi hương nước hoa rất dễ chịu làm cô có phần bị thu hút sau đó lệ cố tỉnh táo lại và nói với thanh tại sao chú không mặc áo vậy đi ngủ cởi trần quen rồi đâu phải nhóc không biết nghe vậy lệ liền ném cho anh ta một cái lườm sắc bén đột nhiên thành tắt điện cô hốt hoảng vội kêu lên chú làm gì vậy đi ngủ chứ làm gì đi ngủ thì phải tắt điện nhóc đang nghĩ gì vậy trong sáng lên nhé lệ ngài đỏ mặt chắc vì cô ảo tưởng sức thu hút của bản thân hoặc có thể do nhiều lần va chạm cơ thể nên mới có suy nghĩ điên rồ ấy. Sau đó, Lệ đắp chăn, cố tình nhắm mắt ngủ nhưng rất khó. Khoảng 30 phút sau, cô nghe thấy tiếng bước chân, Thanh lại gần giường cô và hỏi: "Nhóc ngủ chưa?" Lệ vẫn cố nhắm mắt và không trả lời, Thanh lại hỏi tiếp: "Nhóc ngủ rồi à?" Không thấy Lệ trả lời, liền đi về phía bàn lấy cái gì đó mang lại phía cô. Tiếp theo cô thấy Thanh đeo vật gì đó vào cổ tay mình. Lúc này có thể cho bản tính tò mò, cộng chút phản xạ tự nhiên nên cô mở mắt. Thì ra Thanh đeo cái vòng gỗ cũ lúc trước cho cô. Lệ thầm nghĩ hay cô bị anh bỏ bùa vào cái vòng này nên mới yêu Thanh như vậy. Cô liền tháo cái vòng ra rồi nói Chú bỏ bùa tôi à, thì ra là nhóc giả vờ ngủ nếu không thì làm sao tôi biết được việc chú bỏ bùa tôi vậy nhóc giữ lại đôi vòng này làm gì tôi lệ cứng miệng chưa biết trả lời ra sao thì thanh lên tiếng chúng ta đừng làm khó nhau nữa được không tôi yêu em nếu trong lòng em cũng có tôi thì hãy để yên cho tôi đeo chiếc vòng này nghe những lời nói đó tay lệ thôi không vùng vẫy nữa thanh ôm lấy cô vào lòng tôi nhớ em rất nhiều tôi càng muốn lại gần thì em càng cố xa tôi nên tôi không biết phải làm sao tôi càng làm gì đó thì em lại càng ghét tôi nhưng tình cảm tôi đối với em hoàn toàn chân thành tôi ghét chú vì chú lăng nhăng cứ mập mờ với tôi vậy tại sao em lại đồng ý để tôi đeo vòng bởi vì tôi bị ngốc ngốc như em mà lừa tình tôi thì tôi cũng muốn ngốc như em tôi làm gì có lừa chú em lừa dối trêu đùa tình cảm của tôi vờn tôi như mèo vờn chuột tôi chỉ có một người đàn ông duy nhất là chú còn chú hết lăng nhăng với cô giáo hoa sau đó lại đến chị hồng bác sĩ Vậy chiếc nhẫn đôi bằng vàng trắng Ở phòng nhóc là sao Đây là Khánh tặng Nhưng cháu không nhận lời cậu ta Mà trả lại Trong thời gian đó Nhóc suốt ngày bên cậu ta sao Chúng cháu chỉ là bạn học Cậu ta thích cháu Nhưng cháu không đồng ý Cô giáo Hoa thích tôi Nhưng tôi không thích Còn Hồng, cô ấy là người yêu của Trung Thời gian cô ấy về bệnh viện chỗ ta Tôi ra giúp đỡ cô ấy nhưng từ ngày nhóc vào trong này học còn thay số nữa tôi buồn lắm nên hơi bê tha chính hồng là người đã giúp tôi vượt lại cuộc sống sau đó hồng đề nghị với tôi về việc yêu thử tôi nghĩ là tôi có thể yêu hồng cho đến hết tết năm ấy khi nhóc về nhà tôi không thể quên được nhóc nên tôi đã chia tay hồng tôi nợ hồng rất nhiều vậy chú thích cháu từ bao giờ? Tôi không biết, tôi chỉ biết hôm tôi đến trường đón nhóc, nhìn thấy nhóc thân với cậu bạn đó khiến tôi rất khó chịu. Vậy nên hôm đó trên xe chú đã hành hạ tôi sao? Bởi nhóc chọc tức tôi. Thôi chúng ta đừng nói nữa, bây giờ chỉ cần trong lòng nhóc có tôi, tôi sẽ luôn ở bên nhóc. Sau này nhóc sẽ là mẹ của các con tôi nhé. Nói xong, Thành cúi xuống hôn cô Nụ hôn nồng nàng mãnh liệt đến đê mê Vẫn là cái bàn tay hư hỏng đó Đi khám phá cơ thể của cô Vậy là đêm nay Cả hai đã được sống thật với đúng con người Và tình yêu của mình Lệ vô cùng hạnh phúc Vì anh đã yêu cô Thổ lộ tình cảm với cô Vậy là trong lòng mỗi người đều có nhau Sáng hôm sau là chủ nhật Nên Lệ không phải đi học và làm Cô mở mắt tỉnh dậy thấy anh đang nằm bên cái cảm giác có thanh bên cạnh bao giờ cũng ngủ ngon hơn đúng lúc đấy anh tỉnh giấc nhìn cô rồi cười nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi lệ sợ bà liên nếu bà biết được mối quan hệ này thì sao liệu bà có đồng ý và chấp nhận cho cô và anh quen nhau hay không thành nhìn thấy trong mắt cô có sự lo lắng liền hỏi em sao vậy cháu thấy hơi lo lắng em lo lắng gì vậy mà khi có hai chúng ta em nên thay đổi cách xưng hô với tôi đi em gọi tôi là chú tôi cũng thấy lo lắng cảm thấy mình già lắm nhưng không phải chú là chú của tôi sao chúng ta không có quan hệ huyết thống em muốn sau này các con lại hỏi mẹ nó là sao mẹ lại gọi bố là chú à em tập dần cách xưng hô đi tôi em biết rồi nói xong cô vội chạy xuống giường vào nhà vệ sinh em được lắm đứng lại cho tôi em dám che tôi à cô giáo hoa từ ngày đó đã lấy chồng và chuẩn bị sinh em bé này hoa vào viện siêu âm thì gặp hồng thai nhi khỏe nha chị cảm ơn em mà em và thanh sắp cưới chưa nghe hòa nói như vậy mặt hồng bỗng trầm xuống tụi em chia tay lâu rồi chị ạ à. em không phải là cô gái mà anh ấy yêu chị thấy hai người bên nhau tình cảm như vậy mà sao chia tay nhanh vậy chứ đến em cũng không hiểu chị ạ à. lúc trước vẫn rất thân mật và tình cảm với em tự nhiên ăn tết xong thì anh ấy bảo xin lỗi anh ấy không quên được người cũ ngày ấy chị không lấy chồng thì em cứ tưởng người cũ ấy là chị đó vì em nghe mẹ anh thanh nhắc nhiều về chị cơ mà không phải là chị đâu ngày trước chị cũng từng tò mò muốn biết anh thanh thích ai nhưng anh ấy không nói sau đó có hôm chị thấy thanh và bé lệ đeo vòng đôi tí nữa chị còn hiểu lầm cơ sau này anh ấy dẫn em về nhà chị mới thấy đầu óc mình khéo tưởng tượng nhưng bé lệ và thanh là chú cháu cơ mà, ừ, thì chị mới nghĩ hồi đấy mình hâm, khéo tưởng tượng quá. mà thôi, chồng chị qua đón rồi, chào em nhé. vâng, em chào chị. nghe Hoa nói xong, tự nhiên hồng nhớ lại, không phải trước tết tình cảm của cô và thanh rất tốt hay sao? nhưng sau tết, tự nhiên thanh lại đòi chia tay cô, mà nghĩ lại hồng mới thấy không phải thời điểm tết đó là lệ hay sao lúc thanh đau buồn uống rượu say xỉn nhất là thời gian con bé đó đi học đại học trong nam nhưng hồng nghĩ lại thanh và lệ là chú cháu thì không thể nào nhưng hồng nhớ sắc mặt của thanh lúc lệ về sao lạ như vậy hồng nghĩ hay mình đa nghi quá chăng những chiếc vòng đôi là sao hồng nhớ lại hôm cắm truyền cho lệ quả thật lệ có đeo một chiếc vòng gỗ đúng lúc mới đến cô có từng nhìn thấy thanh đeo chiếc vòng đó nhưng rất lâu rồi không thấy thanh đeo hồng cảm thấy hơi hoang mang quả thật nếu lệ là ả à hồ ly cướp mất thanh thì cô sẽ không để yên được và cuộc tình loạn luôn này có thật thì quả là kinh khủng cô sẽ điều tra và nói cho bà liên biết Hồng cảm thấy đáp án của mình đoán đúng đến 70%, nhưng cô cần đến nhà Thanh thám thính chút tình hình. Gặp bà Liên, cô lễ phép chào hỏi. Con chào cô ạ. À. Chào con, lâu lắm không thấy con qua chơi. Dạ, anh Thanh nay đâu rồi ạ? À? Nó đi công tác trong Nam rồi. Vậy ạ, à, lệ cũng học trong Nam ạ? À? Ừ con bé đó học trong nam vậy chắc anh thanh vào thăm lệ à không đâu con thanh nó ghét à chú cháu nhà nó không hợp nên không thân lắm mà con kiếm thanh có chuyện gì vậy sao không gọi điện cho nó dạ mấy chuyện nhỏ thôi à vậy thôi con nghỉ ngơi đi nhé cháu xin phép ạ à? ừ bởi vì biết Thanh và Hồng đã chia tay nhau Nên bà Liên cũng không thân thiết Và săn đón Hồng nhiệt tình lắm Chỉ có điều bà thấy lo cho đứa con trai của mình Gần 30 tuổi mà vẫn chưa chịu lấy vợ Hồng vừa về thì bà Mai Bạn của bà Liên đang sinh sống ở Hà Nội Đi cùng con gái lớn đến nhà bà Liên chơi Bà Liên và bà Mai là đôi bạn thân Ngày trẻ bận nhiều công việc Này mới có thời gian xuống thăm bà Liên bà liên nhìn con gái bà mai rất ưng mắt liền hỏi con bà xinh quá cháu tên gì đã có chồng hay chưa dạ cảm ơn cô cháu tên ngọc ạ à. cháu vừa học xong và ra trường ạ à. sau đó bà mai tiếp lời tôi cũng có chút việc muốn nhờ bà đó là tôi muốn gửi gắm con bé vào công ty nhà bà cho nó được rèn luyện bà giúp đỡ tôi nhé chuyện nhỏ thôi nhưng mà phải có điều kiện điều kiện là nó chưa có chồng nhé trời đất bà nói gì vậy người yêu nó còn chưa có thì nói gì đến chồng con vậy thì tốt quá tôi có thằng con trai đang sợ ấy vợ đây còn bà mà làm con dâu tôi thì tốt quá bà cứ nói đùa thằng thanh nó ưu tú như vậy đầy con gái theo mà thế thì tôi cũng muốn tìm mối môn đăng hộ đối con nhà tử tế hiền lành mà tôi với bà thì lạ gì nhau đâu tôi cũng sợ nó giờ chẳng chịu yêu ai bữa sau mà lại rước một đứa giống thằng thắng thì tôi khổ lắm thôi bà mỗi người mỗi số phận bà cũng đừng buồn nữa như ngày xưa nhà tôi cũng vất vả bà cũng biết đó lúc ấy ai cũng bảo tôi sướng tiền tiêu trả hết nhưng mà vợ chồng tiền nhiều để làm gì khi không có con cũng may cuối cùng trời thương cho con bé ngọc đến với gia đình tôi bởi vì nhà có mình con bé nên được nuông chiều quá có gì bà dạy chỗ nó giúp tôi nhé bà nói gì vậy con nhà bà khác gì nhà tôi để thằng thanh về tôi bảo nó sắp xếp công việc Cảm ơn bà nhé Mà đứa con riêng đó bây giờ thế nào rồi? Tôi vẫn giữ lời hứa với vợ chồng nó Nuôi dưỡng nó Con bé giờ lớn phết rồi nhỉ? Ừ, nó học đại học năm 2 rồi Bà đúng là một người tuyệt vời Không phải ai cũng đủ lòng bao dung thương người như bà Số tôi nó phải vất vả vậy mà bà cứ để con bé ở luôn nhà tôi đi nhà tôi có nhiều phòng trống lắm để tôi bảo người làm thu xếp cảm ơn bà được vậy thì con di băng còn lệ sau khi được thanh tỏ tình thì vô cùng hạnh phúc vậy là anh đã mua cho cô một căn hộ chung cư cao cấp bảo cô chuyển về đó sống lệ lưỡng lự vì ở ký túc xá cũng ổn nhưng giờ chuyển ra có phải là nhanh quá hay không Mọi thứ đến với cô quá bất ngờ Anh yêu cô Muốn ở bên cô Là điều lệ chưa bao giờ ngờ đến Em chuyển ra ngoài đi Anh đã mua một căn hộ chung cư rồi Em chuyển ra sau này Anh tiện đến thăm Anh mua nhà làm gì Anh đợi em về nhà là được gặp em cơ mà Em cũng lương lắm Biết bao giờ em về nhà Em chuyển đến đó Anh nhớ em Còn có thể đến đó gặp em Lệ mỉm cười đồng ý với lời đề nghị của anh. Sau đó anh dờ ra một tấm thẻ và nói tiếp. Em cầm lấy thẻ mà chi tiêu. Mật khẩu là sinh nhật của em. Anh không muốn nhìn thấy vợ anh vất vả. Em cứ thoải mái chi tiêu. Anh nhiều tiền lắm. Em cố gắng tiêu bớt giúp anh nhé. Lời anh nói làm lệ bật cười. Nhưng cô khỏe mạnh, bình thường. Sao lại đi tiêu tiền của anh cơ chứ? Bao nhiêu năm mẹ anh nuôi cô, cô còn chưa báo hiếu lại được vậy nên cô chỉ nhẹ nhàng nói em đi làm thêm tự lo chi tiêu được em không muốn tiêu tiền của nhà họ hà nữa mẹ anh nuôi em như vậy là đủ rồi trước mẹ anh nuôi giờ đến lượt anh nuôi khác nhau sao mà mẹ nuôi con dâu của mẹ thì đi đâu mà thiệt để về anh nói chuyện của tụi mình cho mẹ biết ơ à, đừng anh em sao vậy em vẫn đang đi học em muốn học xong em có sự nghiệp cho xứng đáng với anh rồi mình công khai được không em đừng đặt nặng vấn đề đó quá nhà mình không quan trọng mấy việc đó đâu nhưng bây giờ chưa phải là lúc ít nhất anh phải đợi em học xong chúng ta mới được công khai mối quan hệ này được rồi anh tôn trọng em chỉ cần em ở bên anh là được lệ hạnh phúc mỉm cười rồi ôm lấy anh cảm giác được anh yêu thương thật là tuyệt vời cô hy vọng cả hai sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy sau đó cô chuyển đồ ra căn hộ chung cư mà anh đã mua chuyển ra nhà mới tạm biệt các bạn ở ký túc xá cô thấy cũng hơi buồn nhưng vì lệ đã có anh ở bên những hôm cô phải đi học anh đã ở nhà nấu ăn sự nuông chiều của anh dành cho cô khiến cô trở nên lười biếng nhưng anh chẳng thể ở lại đây lâu vì còn bận công việc một tuần sau anh bay về quê tiễn thanh ra máy bay mà cô còn cảm thấy không nợ xa anh bởi bây giờ lệ hiểu được cảm giác mà mỗi lần anh tiễn cô ra máy bay dày dứt thế nào thanh đi rồi chỉ còn mình cô trong căn hộ chung cư ấy lệ cảm thấy buồn nhớ anh vô cùng nếu ngày ấy cả hai trải lòng mình sớm hơn thì cô sẽ không lựa chọn học tập ở trong nam mà chọn học gần anh nhưng mà số phận đã an bài mặc dù kẻ nam người bắc nhưng trong lòng họ luôn có nhau thanh xuống máy bay liền gọi điện cho lệ thanh về nhà thì thấy một cô gái trẻ lạ mặt đang đứng ở nhà mình ngọc thấy thanh về liền lễ phép chào hỏi em chào anh ạ à. thanh khẽ gật đầu rồi bước vào phòng mẹ mẹ thấy thanh vào nhà thì vô cùng vui mừng hỏi chuyện con đi công tác về rồi à con có mệt không dạ không mẹ con vừa thấy có ai đến nhà mình thì phải không phải đến mà là ở nhà mình là sao vậy mẹ mẹ cũng đang đợi con về để bàn chuyện này với con đây chuyện gì vậy mẹ con còn nhớ con bé ngọc con của cô mai bạn mẹ mà ngày nhỏ con hay chơi với con bé đó không à con nhớ rồi thì ra là con bé đó ạ à. cô mai muốn gửi gắm con bé nhờ con diều dắt nó nên con sắp xếp vị trí thư ký cho con bé làm nhé có gì thì hướng dẫn nó con biết rồi mẹ để con sắp xếp đã mẹ nhé ừ con bé đó sẽ ở luôn nhà mình nên con đi làm thì chở luôn nó nhé. Mẹ bảo chú Lâm chở nó, chứ còn bận việc, có khi đi nhiều nơi, không phải lúc nào cũng sẵn để chở nó mẹ ạ. Thành từ phòng mẹ đi về thì phát hiện mẹ để phòng của Ngọc ngay sát phòng anh. Thành đứng trước cửa phòng Ngọc gõ ba cái. Ngọc là gái thành phố và là thế hệ trẻ nên cách ăn mặc có phần rất phóng thoáng. Ngọc nghe thấy tiếng gõ cửa, thản nhiên mặc chiếc váy ngủ rất sexy, hở hang khoe trọn thân hình mượt mà của mình ra mở cửa, cũng khiến Thanh có phần ngại ngùng. Thanh nhìn Ngọc rồi nói Chuẩn bị mọi thứ, sớm mai 7 giờ đến công ty gặp tôi. Chú ý cách ăn mặc. Ngọc nghe Thanh nói như vậy, liền đi ra khỏi cửa và đùa giỡn nói Cách ăn mặc của em thì sao? Anh không thấy rất đẹp hay sao? Thanh lắc đầu rồi bỏ về phòng. Ngọc thấy vậy khẽ cười sáng hôm sau thanh đến công ty đã thấy ngọc đến trước cô ta ăn mặc đồ công sở mang một ly cà phê đến bạn thanh và nói em mời sếp uống cà phê ạ à? thanh cũng bất ngờ với thái độ làm việc chuyên nghiệp chỉnh chù của ngọc thanh gọi thư ký linh vào và nói linh em sẽ hướng dẫn công việc cho ngọc giúp anh nhé trước khi thanh về bà liên đã dẫn ngọc đến công ty ra mắt mọi người nên các nhân viên đều đã biết cô ta ngọc đi theo linh ra ngoài làm việc thành đang cố gắng tính toán xem mấy tháng nữa sẽ thu xếp công việc để vào thâm lệ dạo này cô thấy anh hùng có vẻ xa lánh cô không còn thân thiện như trước cũng phải thôi thành làm lỡ mất thời gian của người ta hùng và vinh là bạn thân nên chắc là vinh có gì đó không hài lòng với cô giao cho cô rất nhiều tài liệu để trịch làm cô phải thức đêm muộn mới xong Vậy là sáng lệ đi học, chiều đi làm, tối đến dịch tài liệu, cả cô và anh đều bận, nhưng cả hai vẫn luôn cố gắng dành thời gian mỗi buổi tối gọi điện nói chuyện với nhau. Không biết Thanh về, liền tìm gặp Thanh, cô ta nhắn tin hẹn Thanh ở quán cà phê. Mặc dù đã chia tay, nhưng Thanh không phải là người cạn tình cạn nghĩa, trong khi chính Thanh là người nói kết thúc trước. Vậy nên, thấy Hồng nhắn tin hẹn gặp thì thanh liền đồng ý anh đến quán cà phê hồng tinh ý nhìn thấy tay anh đeo chiếc vòng gỗ đó hồng hỏi thanh anh vừa đi công tác trong nam về sau ừ sao em biết vậy em đến tìm gặp anh nhưng mẹ anh nói anh đã đi công tác có chuyện gì quan trọng sao mà em đến tận nhà tìm anh vậy à không em cũng muốn thăm cô liên mà lâu lắm giờ em mới thấy tay anh đeo chiếc vòng này. À, trước anh bị mất, giờ anh mới tìm lại được nó để đeo lên. Trông nó giống vòng đôi nhỉ? <laughs> em tìm anh có việc gì vậy? Em thấy buồn quá nên muốn gặp anh tâm sự một chút. Dù gì không yêu nữa, chúng ta cũng có thể làm bạn cơ mà. Thanh đang ngồi cùng Hồng thì Lệ gọi điện đến. Những người yêu nhau thường lưu nhau rất đặc biệt. Thanh lưu số của Lệ trong danh bạ là một quả lê và hình một trái tim. Hồng nhìn thấy Thanh rút điện thoại ra, cô ta liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của Thanh, thấy quả lê và trái tim liền hỏi: "Anh đã có mối tình mới rồi sao?" Thanh tắt máy, rồi nhắn tin cho Lệ. "Anh đang bận." tí anh gọi Gửi xong tin nhắn cho Lệ Thanh nhìn Hồng cười trừ Như câu trả lời Cô nhìn anh ta nói Em thấy hình quả Lê Làm em nghĩ đến Lệ đó Em nghĩ linh tinh gì vậy Thôi không có gì đâu Mình về thôi Để anh đưa em về Ngồi trên xe Hồng cảm thấy rất uất hận còn bé Lệ thế mà dám qua mặt của cô, dám câu giận chú của nó. Nhưng cả hai người là chú cháu, bà Liên sẽ không thể nào ủng hộ mối quan hệ loạn luân này. Chắc biết được sự thật, bà Liên sẽ đuổi Lệ ra khỏi nhà vì dám câu giận chú ruột. Như vậy, Thanh sẽ không u mê, dính vào mối quan hệ đầy sai lầm đó. Vậy là cô có thể đợi anh bình tâm quay lại với cô. Vì của cô là tìm đủ chứng cứ để Lệ thừa nhận mà thôi một thời gian sau ngọc cũng thạo việc ngọc trở thành thư ký chính thức của thanh mặc dù không thích cách ăn mặc của ngọc nhưng thanh vẫn công nhận năng lực của cô ta ngọc vừa mới ra trường nên đối với một giám đốc tài giỏi như thanh cô ta cũng thấy khá hứng thú chưa kể lại được sự đồng thuận của bà liên nên ngọc tâm cơ cũng muốn chiếm lấy trái tim của thanh cô luôn tìm lý do đi cùng xe với anh và bảo chú lâm không phải đưa đón cô đối với ngọc Bà Liên luôn luôn chiều cô như con cái trong nhà và đã sớm coi cô là con dâu. Vậy nên hai người đã lên kế hoạch để Thanh và Ngọc có không gian riêng tư trong nhà. Hôm nay, bà Liên bảo tài xế Lâm chở mình về quê thăm họ hàng và cho người làm nghỉ hết để tạo không gian riêng cho Thanh và Ngọc. Đến giờ tan làm, Ngọc nói với Thanh Tan làm rồi, anh chở em về nhé. Chú Lâm đâu, sao cô không gọi chú ấy chú lâm chở bà đi đâu rồi ạ thôi cô lấy xe tôi mà về tôi bắt xe ra sân bay cũng được nay anh không về nhà mà đi đâu ạ tôi bay vào trong nam có chút việc khóa xe đây cô cầm lấy mà đi ơ ờ, anh bay vào trong nam làm gì vậy ạ công việc của mình có cần vào đấy làm gì đâu ạ tôi đi đâu phải báo cáo cho cô sao Em không có ý đó, nhưng em là thư ký của anh mà. Tôi sắp xếp công việc của mình hết rồi. Hai ngày này không có lịch hẹn gặp ai cả. Có việc gì thì gặp anh Tuấn, phó giám đốc giải quyết. Cô vẫn gửi mail báo cáo công việc đều cho tôi. Sau đó, Thành phấn khởi lên máy bay vào thăm lệ. Còn Ngọc thì vô cùng tức tối vì kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng mà nay lại Thành ở nhà một mình lệ vừa lấy cái thân xác đi làm về mệt rũ rượi thì thấy trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ trên bàn còn có đồ ăn thơm phức anh xách dép đi trong nhà ra cho cô và nhìn cô nói vợ đi làm về có mệt không nhìn thấy anh cô vô cùng vui mừng và ngạc nhiên bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền trong đầu cô đều tan biến hết lệ cười và hỏi anh anh vào khi nào sao không nhắn cho em biết anh vào bất ngờ để còn kiểm tra xem em có giấu ai trong nhà hay không. Lệ bước vào nhà ôm anh cho thỏa nỗi nhớ. Mấy bữa nữa là nghỉ tết rồi, sao anh không đợi em về mà vào trong này làm gì? Anh còn bận nhiều công việc kia mà. Anh nhớ em, em thay đồ đi, rồi mình ra ăn cơm. Dạ. Buổi tối nay khối lượng tài liệu cần dịch rất nhiều, nên cô và anh không thể đi chơi. Thành cũng không rảnh, anh cũng bật laptop lên và làm việc. Cả hai chỉ cần cảm thấy bên nhau là hạnh phúc, mặc dù mỗi người một cái máy tính. Sau đó gần 12 giờ, anh kêu cô đi ngủ. Vì vẫn còn tài liệu nên cô chưa muốn đi ngủ, anh lại ra ôm cô và nói: "Đi ngủ thôi em, anh buồn ngủ rồi." Thương anh, nên Lệ cũng tắt đèn đi ngủ. Mặc dù mai là chủ nhật, không phải đi học, nhưng cô vẫn phải đi làm. Vì mai anh Vinh cần cô cùng đi gặp đối tác Trung Quốc để phiên dịch, thế nên lệ đành váy để anh ở nhà một mình. Yêu xa đã khổ, nay người yêu vào thăm mà cô vẫn phải đi làm thì còn khổ hơn. Đi ăn cùng đối tác xong, Vinh đưa cô về. Thấy lệ chờ ở chung cư cao cấp, Vinh liền ca khịa. Xem ra cuộc sống của cô cũng tốt phết nhỉ? thảo nào đá thằng bạn của tôi cũng không thương tiếc thanh đi mua đồ về nhìn thấy lệ đi cùng một người đàn ông khác liền đi lại gần để khẳng định chủ quyền anh đi lại gần lệ tay khoác lên vai cô và nói em về rồi à lệ ngửi thấy mùi sát khí trên người anh nên giải thích em mới về giới thiệu một chút đây là anh vinh giám đốc công ty em còn đây là anh thanh hai người làm quen ạ à? thanh giơ tay ra và nói chào anh tôi là thanh là bạn trai của lệ cô ấy vừa giới thiệu thiếu nên tôi giới thiệu kỹ lại một chút nghe anh giới thiệu như vậy cô bật cười sau đó anh và vinh chào hỏi nhau xong thì lên nhà cô treo anh sao người anh có mùi gì lạ thế anh ngửi quanh người rồi hỏi cô mùi gì mùi ghen Nghe lệ nói như vậy Thì anh phá lên cười Ai thèm ghen chứ Em nhìn anh đẹp trai như vậy Mà phải ghen lên với tình đeo kính mắt lồi đấy à Vậy là hai ngày ngắn ngủi đã trôi qua Sáng nay ăn sáng xong Lệ sắp đồ giúp anh Chuẩn bị ra sân bay Bà Liên đi chơi xa về Cảm thấy sức khỏe không tốt Nên liền gọi Hồng đến truyền Hồng truyền cho bà Liên xong Cô nghĩ dù chưa có chứng cứ xác thực Nhưng đây là cơ hội tốt để nói chuyện. Cô à, mặc dù con và anh Thanh đã chia tay nhau, nhưng con vẫn luôn quý cô như mẹ của mình. Nên có vấn đề gì về sức khỏe cô cứ gọi cho con nhé. Cảm ơn cô. Mà cô ơi, con không định nói chuyện này cho cô biết đâu, nhưng con nghĩ là cô nên biết chuyện này để con giải cứu anh Thanh thì sẽ tốt hơn ạ. À ý của con là sao con chưa đủ chứng cứ nên con không biết có nên nói với cô hay không vì con sợ cô không tin nhưng quả thật con rất lo cho anh thanh con cứ nói đi đừng vòng vo nữa mối quan hệ chú cháu của anh thanh và lệ không bình thường cô ạ con nói linh tinh cái gì vậy không thể như thế được dạ có thể là do con bé lệ mới lớn nên tâm lý phức tạp vậy nên nó đã câu dẫn anh thanh cô ạ dẫn đến mối quan hệ yêu đương loạn luân như vậy cô đừng có đặt điều mà nói linh tinh con không nói dối cô cô xem anh thanh có đeo một chiếc vòng gỗ ở tay đó là vòng đôi cùng bé lệ rõ ràng lúc trước tình cảm giữa con và anh thanh rất tốt vậy mà tết bé lệ đâu về là anh ấy đòi chia tay con anh ấy dạo đầy còn vào trong nam thăm nó cơ mà. Cô về đi, đừng nói linh tinh nữa. Anh Lâm, tiễn khách giúp tôi. Hồng bị đuổi về, nhưng vẫn cố nói. Con nói thật mà, cô không tin con, thì cô tự điều tra xem. Đến lúc đó, cô biết, xem con có đặt điều hay không. Thành lên máy bay, tạm biệt lệ. Hai ngày ngắn ngủi trôi qua quá nhanh chỉ còn hơn một tháng nữa là nghỉ tết nên thanh lại an ủi mình rằng chỉ một tháng nữa nghỉ tết là anh lại được gặp lệ như thường lệ xuống máy bay là thanh sẽ bắt xe về công ty nhưng hôm nay hơi mệt nên anh về nhà nghỉ trước thanh đi vào nhà thì gặp mẹ đang nói chuyện với người làm mẹ thấy thanh về thì gọi lại con vào phòng mẹ nói chuyện một chút mẹ con hơi mệt con muốn nghỉ ngơi chút đã. Vậy con về phòng đi, lát mẹ qua. Thành không nghĩ nhiều, liền đi về phòng. Anh thay đồ rồi mở máy tính lên, check mail, thì thấy mẹ bước vào. Bà Liên bước vào trong phòng, bà nhớ lại lời nói của Hồng về chiếc vòng đôi, nên âm thầm quan sát đôi bàn tay Thanh đang gõ máy tính. Quả nhiên là có đeo một chiếc vòng. Bà Liên hỏi Thanh. Con đi vào trong Nam thăm ai vậy? Mẹ thấy Ngọc nó bảo bên mình có đối tác nào trong Nam đâu. Ngọc thì biết cái gì? Bí mật công việc không phải lúc nào mình cũng để cho người ta biết được mẹ à? Vậy con nói cho mẹ nghe, chả lẽ ngay cả mẹ là mẹ ruột của con mà con cũng giấu à? Ai, hôm nay mẹ làm sao vậy? Con đang thấy quá mệt. Vậy con vào trong Nam, có thăm bé Lệ hay không? thành nghe mẹ hỏi có chút chột dạ nhưng vẫn chối cãi con đi công việc vào thăm nó làm gì mẹ nhớ nó thì con mua vé cho mẹ vào thăm nó nhé không mẹ hỏi vậy thôi chứ mẹ vào đó làm gì mà con quan tâm đến con ngọc hơn nhé con mệt quá con muốn nghỉ một lát mà mẹ thấy cái vòng tay con đeo cũ rồi thì phải mà mẹ thấy con lễ cũng có một cái. ôi cái vòng cầu may ở chùa đây mẹ thích tết này đi lễ chùa con mua cho mẹ một cái. không mẹ chỉ hỏi vậy thôi. con nghỉ ngơi đi. bà liên sau khi nói chuyện với thanh thì có vẻ bà tin tưởng con trai mình hơn là chọn tin người ngoài. bà liên nghĩ rằng bao nhiêu người thích thanh mà thanh còn kén chọn thì làm sao con bé Lệ có thể lọt vào mắt cậu được. Nhưng mà cũng không thể không nghĩ đến trường hợp con bé đó ở đây thấy sung túc nên tầm cơ muốn dụ dỗ chú của mình, muốn chính thức làm bà chủ căn nhà này. Nhưng sau đó, bà Liên lại dẹp bỏ ý nghĩ đó trong đầu, vì Lệ chọn học tập tận trong Nam. Tiền bà gửi trong thẻ, nó không động đến. Có vẻ như con bé muốn rời khỏi đây, nhưng mà bà vẫn cảm thấy lo lắng nếu đó là sự thật thì sao nếu con nhỏ đó dám quyến rũ con trai bà thì sao sau một hồi suy nghĩ như không tìm ra đáp án bà liên quyết định cài camera Chấu kính trong phòng của lệ nhận lúc lệ không ở đây ngọc thấy thanh về liền vui mừng ăn mặc có phần gợi cảm mang đĩa hoa quả sang phòng cho anh cô ta gõ cửa sếp ơi mở cửa cho em với thanh mở cửa Ngọc Bê đĩa hoa quả vào, đặt trên bàn rồi lại ngồi gần Thanh và nói: "Sếp đi xa chắc mệt lắm, em mang chút hoa quả lên phòng cho anh. Ở nhà thì đừng gọi tôi là sếp. Trong lúc tôi đi vắng, ở công ty có vấn đề gì không?" "Không có vấn đề gì ạ, à. chỉ là hai ngày anh không ở công ty nên em thấy hơi trống vắng thôi ạ." À. "Ừ. Thôi, cô về phòng đi." Ngọc nghe Thanh nói như vậy Nên mặc dù muốn ở lại phòng Thanh Nhưng Ngọc vẫn phải đứng dậy đi về Vì cô ta biết Con trai không thích con gái quá chủ động Mặc dù Ngọc là sinh viên mới ra trường Nhưng kinh nghiệm tình trường của cô ta Rất dày dặn Cần chuẩn bị nghỉ Tết Vinh gọi Lệ lên phòng và nói Đây là phần thưởng Tết cho cô Lệ tò mò mở ra xem Thì thấy đó là vé máy bay cô vui mừng phấn khởi nói cảm ơn sếp em chúc sếp năm mới vui vẻ ạ à. hai hôm sau đến giờ ra sân bay cô gọi cho thanh chuẩn bị đến đón vừa gọi điện xong thì lệ nhìn thấy vinh sau đó lên máy bay chỗ ngồi của cô lại ngồi gần anh ấy vinh nhìn cô mỉm cười và nói đặt vé ngồi cùng cô cho vui lệ không thấy vui chút nào nhưng cô vẫn cố gắng cười nói vui vẻ xuống máy bay, Thành đã đứng trước lối để đón cô. Nhìn thấy anh, cô vui vẻ chạy lại. Một tháng không gặp mà cứ ngỡ một năm. Lệ nhớ anh vô cùng. Để anh xách đồ cho. Lệ đưa đồ cho anh sách mang lên xe. Vì là nghỉ Tết nên Ngọc cũng về nhà. Vậy nên cô chưa gặp được Lệ. Bà Liên thấy Lệ về cùng Thanh thì hỏi. Thanh đi đón cháu à? Lệ không nghĩ nhiều vô tư trả lời bà Vâng ạ à. Bà Liên từ đó bắt đầu có cảm giác không ổn Bà để ý đến Lệ Mấy ngày này bà ở phòng soi camera Vẫn không thấy có gì Nên cô không cho anh sang phòng mình nữa Hai người chỉ nhìn nhau Rồi nhắn tin cho nhau Lệ đang ở phòng Thì nghe tiếng mở cửa Cô giật mình quay đầu Thì thấy anh bước vào Cô liền hốt hoảng nói Sao anh lại qua giờ này? giờ này mẹ ngủ rồi anh qua với em lệ nhìn anh rồi cười sau đó cả hai ôm nhau ngủ hôm sau như thường lệ bà liên sẽ xuống thăm nhà họ hàng nhưng bà vẫn tò mò mở camera ra xem bà gần như không tin vào mắt của mình bà thấy thành đàn ngủ cùng lệ bà đau lòng rớt nước mắt khóc và thốt lên oan nghiệt bà không ngờ con nhỏ đó dám cầu dẫn con trai của mình bà cảm thấy mình đang nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà bà vô cùng tức giận giờ bà chỉ muốn đến phòng xé xác con ranh đó nhưng sau đó bà cố trấn tĩnh lại bà gặp thanh và nói đáng lẽ hôm nay mẹ qua thăm họ hàng ở quê nhưng mẹ thấy hơi mệt con mang quà xuống cho mọi người giúp mẹ nhé vâng mẹ thanh vừa đi bà liên bước sang phòng lệ Cô đang ở phòng nghịch điện thoại, thấy bà bước vào, liền lễ phép chào hỏi, thì bị bà giáng thẳng một cái tát bốp vào mặt, làm cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lệ lấy tay ôm mặt, ngẩng lên nhìn bà, thì đã nghe bà chửi. Con ranh con, tao đúng là nuôi ông tay áo mà. Ngày ấy đáng lẽ, tao nên gửi mày vào cô nhi viện mới đúng. Lệ rơi nước mắt, hỏi lại bà. Bà ơi, Sao bà lại đánh cháu như vậy? Mày đúng là cái đồ ăn cháu đá bác, Sao mày lại dám câu dẫn con trai tao? Tao nuôi mày ăn học, cho mày cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì. Vậy mà sao bây giờ mày lại dám làm như vậy với tao hả? Nghe bà Liên nói như vậy, Lệ cứng miệng không nói được gì. Vì cô và Thanh đang yêu nhau, điều này không thể chối cãi được. Hai hàng nước mắt thi nhau rơi bà liên thấy vậy chửi tiếp mày bỏ ngay cái vẻ đáng thương đó đi tao kinh tởm mày ngày ấy sai lầm của tao là để mẹ con mày được bước chân vào cái nhà này nghe bà nhắc đến mẹ cô càng tuổi thân và khóc nhiều hơn lệ vừa khóc vừa nói cháu cháu xin lỗi bà nhưng bà đừng lôi mẹ cháu vào có được không ạ à? từ bây giờ Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Mày, cút ra khỏi nhà tao ngay và đừng bao giờ liên lạc với thằng Thanh. Từ nay, nhà họ Hà không chứa thứ đàn bà như mày. Nếu mày còn nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng của tao dành cho mày, thì tốt nhất mày nên làm thằng Thanh từ bỏ ý định yêu đương với mày đi. Cháu, cháu xin lỗi bà. Cháu biết rồi ạ. À. Từ nay Cháu sẽ không xuất hiện trước mặt bà và anh Thanh nữa ạ. À. Xin bà hãy nhận của cháu một lạy ạ. À. Nói xong, Lệ quỳ lạy bà, sau đó xách đồ ra đi. Vâng thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã theo dõi xong phần 3 của câu chuyện Cô vợ đào hoa. Vậy là mẹ của Thanh đã phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa con trai mình và và Lệ, bà đã vô cùng tức giận và bà đã đuổi Lệ ra khỏi nhà, đã khước từ cô. Không biết rằng diễn biến tình cảm giữa Thanh và Lệ sẽ tiếp tục ra sao. Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện sẽ được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất tú quỳnh xin chân thành cảm ơn xin mến chào và hẹn gặp lại